Chào mừng tất cả mọi người đã đến với game đấu giữa team Virtus Pro và team Newbie trong khuôn khổ giải đấu Boston Major năm 2016. Mình là caster Kỳ Anh, hay còn gọi một cái nickname nó KH. Ở đây thì No One sẽ là người chơi Dragon Knight. Vâng, một con Dragon Knight vẫn đang ở cửa trường nghỉ chuồng, đã lên được cho mình một cái blink cũng như Amlet rồi. Network đang đứng đầu. Lưu HD lại chơi Weaver Support và anh ta đã có được cho mình meda liền. Up Courage cộng với cả một cái Blindstone. Nào tính sơ sơ, trừ 2, trừ 7 với cả cái này trừ theo thời gian nữa. Trừ 2, trừ 7 đây là coi như là chỉ cắn 1 giây thôi đã là trừ 10 giáp rồi, trừ 10 giáp. Những hero như kiểu là Lifestealer mà bị dồn ăn vật lý và tôi không hiểu là sẽ sống kiểu gì, khi mà Lifestealer không phải là một hero có quá nhiều lượng armor. Dark Smoke đến từ bên phía team VP rồi, solo đi cùng với cả Dragon Knight của No One cũng như là ai đây, màu vàng, đó là Bad Rider của Night Pasha. Rồi kéo được Disruptor lại rồi, nhưng mà lượng đam ở đâu? Bật gai khá lai được cây Phoenix đẩy được vào rồi, mở cảm giác quá đẹp bên solo, như đằng sau đã có Stack Storm rất tốt đến từ Disruptor bên phía team Newbie. Họ đổi rất lời, đổi một con DK lấy một con Disruptor, tiếp tục là Bad Rider cũng phải nằm xuống. Bây giờ đang dồn đam bên Ramsey, dồn đam rất nhiều vào ngửa Fed. Fed cũng đã chết rồi, ở đâu đó Lifestealer không kịp chui và anh ta đang nằm xuống với lượng đam vật lý quá lớn rồi. Bây giờ thì Lưu đang bị stun nhưng mà Lưu vẫn có thể tham last được và cây Phoenix anh ta lui về thành công với một cái Vegeta của mình. Đó là một tiếng combat phải nói là quá lời dành cho Newbie. Họ đổi hai con support, một con carry, lấy hai core bên phía đối thủ. Họ lời hơn về mặt tiền, XP chỉ thua thiệt một chút thôi. Về solo bị em vào rồi, nhưng mà làm sao giết được nhở? Liệu giết được không? Solo cũng khá là trâu, anh ta còn một chút mana để có thể bật cho mình skill hồi máu lên và gửi về thêm không thành công rồi. Ủa ôi, trông Lưu bắn này, cái lượng trừ giáp. Đây không phải là một con kiến support, đây là một con kiến phải có, tôi không biết dùng cái từ gì để diễn tả con kiến này nữa. Đây là một con kiến gọi là sát thủ đúng hơn. Support cái nỗi gì, bắn hai phát chết một con Nick, bắn tiếp hai phát nữa chết một con Disruptor. What the fuck. Dire's top tower is under attack. Dire's top tower has fallen. Ở đây thì No One sau khi lên được một blink cũng như là Hamlet thì anh ta có một tiếng blink vào mở combat hơi hớ hênh một tí, là người phải chết đầu tiên bên phía team VP. Hơi đáng tiếc anh ta sẽ nhắm đến cho mình một cái BKB để có thể ra vào combat một cách hiệu quả hơn. Ở đây thì Bad Rider trong tay của Mark thì cũng không có được quá nhiều lượng item, vẫn chỉ là một cái Blade Dagger thôi, nhưng mà thôi xong rồi, với một cái Blade Dagger thôi nhưng mà hoàn toàn có thể phát huy tác dụng của một con Bad Rider như vậy đấy. Đơn giản, dễ chơi và dễ trúng thưởng. Tôi đang nhìn thấy network của Lifestealer đứng ở đâu này, 6k5, ok, 1 2 3 4 5, đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng network, ok, sau cả một con Weaver đánh support. Hai anh em gọi cái này là con kiến 3 khoang, tôi ở đây gọi con kiến 10 khoang, mỗi khoang trừ 1 armor, trừ nó là đốt đúng 7 khoang, à đúng 10 khoang trên người là không còn gì luôn này. Bán cái đi rồi à? Bán cái Blindstone thứ hai rồi à? Nhìn thấy cái Phoenix luôn nhưng mà không còn gì để có thể cancel TP. Bom xăng, Better không thể cancel TP nữa. Ice Frog please. Better bị nerf rất nặng nhưng vẫn được pick rất nhiều. Đẹp trai mà. Kể cả có bị thất sủng một tí thôi cũng không sao. Vẫn đẹp trai là được. 10.000 network ở phút thứ 18 dành cho Dragon Knight. GPM là 568. What the hell, có một con Dragon Knight nó farm như này đấy. Chắc chắn là một con Dragon Knight farm stack rồi. Nó stack rất nhiều, sau đó thì bật form rồng level 2 lên và khạc lửa thôi. Rồi cây Phoenix vâng. Nói chung là cứ làm nhiệm vụ chuyên trở thôi, chuyên trở được Unite đi theo và có một tướng solo kill khá là đơn giản là Disruptor. Nhưng mà cái Phoenix anh ta liệu phải trả giá hay không? Anh ta đang chạy được, ok, một tiếng bật gai lên và Ramsey, No One, blink vào giữa
vâng, binh vào giữa rừng của địch như này mà không hề ngần ngại chút nào, kéo được Yuna lại rồi. Nhưng bây giờ thì liệu anh ta di chuyển theo Yuna chạy đi đâu đây? Rất nhiều trừ giáp có gặp Linh Stan, Monster Kill dành cho con support số 4. What? Nice. 10.000 Edward. Newbie. Họ phải nói thực sự là họ quá bỡ ngỡ với cái chiến thuật này của bên phía team VP. Tôi xin nói thẳng, nói thật như thế luôn. Không thể làm gì để mà counter lại con kiến nó như này được. Để nó quá tự tin trong combat rồi. Rồi pick disruptor với Anaing nói bắt kiến. Đúng là mad need, chắc chắn đây là con kiến lap pick luôn. Chỉ bây giờ Weaver sắp sửa là còn giàu hơn cả hai con coi còn lại bên phía TVP rồi. Cái chiến thuật này nó hay ở điểm gì? Cái thứ nhất, nó hay ở những cái lượt ban pick. Làm nào bạn lừa cho đối thủ pick những con hero thiếu disable, như kiểu là Undyne hay là Disruptor hay là Lifestealer. Lifestealer disable không phải hạng nặng, chỉ là một cái slow thôi. Nyx thì disable khá là khó trúng. Sợ cái thứ nhất là hay trong khoảng bắn pick, cái thứ hai là hay trong khoảng nó phục vụ chiến thuật của bên phía TPP rất là tốt. Thứ nhất là nó phục vụ chiến thuật điều đam vật lý đến từ Dragon Knight, đến từ Ranger, đến từ Witch Doctor và Weaver được sinh ra không phải là để phục vụ cho Ranger, mà Ranger được sinh ra để phục vụ cho Weaver thì đúng hơn. Đúng như tôi đã nói cái đầu trước thì Ranger được pick không phải là để đánh Deadpool như ngày xưa là Vi vẫn hay đánh nữa rồi, mà bây giờ là để hỗ trợ cho mid. Thứ nhất là Dragon Knight hóa form rồng lên bắn xa được hưởng đam. Cái thứ hai là Weaver với cả những cái tình huống bắn trên mini attack, double attack này cộng với cả Deso và Medallion bây giờ đánh nhau rồi đã. Phân tích ra sau đi. Tiếp tục là có di chuyển vào đến từ bên phía TPP, nhưng Mark là người chết đầu tiên khi mà Nixasim phát hiện được ra cái tình huống di chuyển của anh ta. Ở sau thì Storm Spirit sau khi mà dính trên stun đến từ coconut quả dừa của Witch Doctor thì cũng đã bị burst down chết rồi. Godline cho Liu ở đằng sau thì Highspot cũng đã bị Dragon Knight quẩy rất là nhanh. Một blink vào stun thôi là quá đủ rồi. Highspot ở bây giờ không biết lấy gì ra để mà có thể chạy đây. À, Naipasha, sorry anh em vẫn nhầm. Naipasha. Tôi cứ nói nhầm là Mark. Tại vì quen No One đi cùng với Mark rồi. Naipasha. Cây Phoenix bây giờ vào cả rừng đối thủ có thể farm. Nơi nguy hiểm nhất vẫn đúng là nơi an toàn nhất. Và ở đây thì Liu HD tiếp tục là giết Nick Asin. Nhưng mà Naipasha thì cũng sẽ phải trả mạng lại thôi. Một offlaner đổi một offlaner. Radiant structures are fortified. Rồi một cái trụ sẽ bị bên phía team VP deny. Newbie đã không lò mặt ra khỏi map được rồi. Bây giờ họ lại còn mất hết cả những cái trụ, mất hết cái lượng tiền mà họ có thể dựa vào. Không hiểu là bây giờ sẽ làm thế nào để có thể kéo được lại cái lượng tiền đây. Lifestealer không phải là một hero farm, không phải là một hero sinh ra để farm mà là sinh ra để đánh nhau. Chiến thuật nó cũng rất là rõ ràng rồi. Storm Spirit và Lifestealer này, Nyx Assassin và Lifestealer này đề ra những chiến thuật nó rất là rõ rồi, nhưng bị bên phía TPP họ counter quá mạnh. Thực sự họ counter quá mạnh. Cái lap của bên phía TPP thì hero rất là khó chết như kiểu là Weaver hay là Dragon Knight. Sau đó lại còn stick push với nhau rất là nhiều nữa. Không hiểu là bên phía newbie họ phát huy chiến thuật lanh lẻ như thế nào. Lúc nào thấy 4-5 người bên phía team VP đi với nhau như này. Deso dành cho Liu HD. Sắp có cả gậy xanh. Vâng, sẽ là push lên high ground luôn. Mở form rồng với No One. Cây Phoenix đang tàng hình. Anh ta muốn làm gì? Anh ta không có blink. Anh ta cũng chẳng có stab. Vâng, di chuyển ra đến giữa SCC nhưng blink vào sớm hơn No One. Bây giờ thì kéo được Disruptor rồi. Người phải chết đầu tiên là Disruptor. Tất nhiên rồi, sau một quan trọng nhất lúc nào phải chết đầu tiên để có thể ngăn được Disruptor ra một cái Stake Storm. Ở đằng sau thì đã mất Roshan rồi nhưng không sao, vẫn có thể đủ được đạp burst được chết.
SCC Storm có phải nằm xuống. Ở đây thì Unite cũng sẽ phải chịu một cảnh ngộ tương tự thôi. Anh ta bị cai trong combat như một con cún vậy. Và anh ta phải nằm xuống rồi. Life Stealer vẫn đúng là bò lồm ngồm bằng 4 chân. Kiếp con cún cực kỳ khổ. Bị cai, bị bắn cực kỳ đau. Bây giờ thì bên phía team VP họ có được 2 lên. Họ có được 2 lên. Vâng, thật là như vậy đấy. Quá đơn giản. Một tình huống thôi, một lên bay. Và một Mirax cũng đã phải nằm xuống. Đã ăn được Mirax chưa? Ăn được Mirax rồi thì phải. Không, vẫn chưa ăn được Mirax, vẫn chỉ là nửa máu thôi. Vẫn không muốn đứng lại để ăn Mirax thứ hai. Vâng, một lên dành cho VP. Nếu mà chênh lệch bây giờ nó là quá nhiều rồi, hơn 20.000 AWP rồi. Chiến thuật này của VP thực sự rất hay. Phải nói là như vậy. Weaver không phục vụ ai cả. Weaver anh ta phục vụ chiến thắng. Anh ta không phục vụ một con Ranger, anh ta chẳng phục vụ một con Witch Doctor. Cũng không phải là Dragon Knight. Phục vụ chính bản thân mình chiến thắng. Thậm chí là anh ta bắt con Ranger này là phải phục vụ mình. Bật Aura lên cho nó bắn. Vừa nói xong anh bật Aura, bùm 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 bùm. Hai bắn thôi, chết mất một con support. A golden thread. Ok, Phoenix quá là khổ rồi, không biết phải lên item gì. God Scepter thì ok, sẽ là một cái item rất là hay để có thể đối đầu được lại với cả light up của bên phía team VP. Nhưng mà nhìn xem ai bây giờ có khả năng lên God Scepter. Và lên God Scepter thì đánh nhau kiểu gì? Ai? Đánh nhau như nào? Không biết. Vâng, bây giờ thì Leo HD anh ta cũng đã có gậy xanh. Lên cả một quyển book để có thể lên level 16 nhanh hơn. Gậy xanh của Weaver có tác dụng gì? Đó là cast vào người đồng đội thì cho đồng đội hưởng hiệu ứng ulti y hệt mình. Có nghĩa là đồng đội cũng sẽ biến về 4 giây trước y hệt con Weaver này. Không khác gì con Weaver cả. Rồi gậy xanh cho Weaver. Trong đồ Weaver này 11k network với một Weaver support. Trời ơi, Leo HD. Leo HD bây giờ chắc sẽ là support số 4 hay nhất ở thời điểm CS hiện tại rồi. Không còn support số 4 nào có thể bì lại được so với cả Leo HD nữa. Thì nghĩa là như vậy. Không biết là Sonico sang Vega sẽ đánh support 5 hay support 4. Chắc là sẽ đánh support 4 thôi. Nhưng mà có Sima thì support 5 rồi. Từ từ nào, lao vào và stun hai người, mở stack storm quá kinh khủng. Nhưng no one, anh ta có BKB và cái lượng hồi máu kia. Trời đất ơi, không thể nào giết được nổi cả Naipasha. Good game of play khi mà một cái cọc được cắm ra và thế là thôi. Tất cả mọi thứ bên phía team newbie đi cùng với cả triple kill của Ramsey. Wicked Sick và triple kill dành cho Ramsey cùng với một cái godline của Weaver trong tay Leo HD với một vị trí support số 4. Quá bất ngờ. Ứng cử viên, hai ứng cử viên của chiến lược vô địch